trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ sẽ là phút giây chúng ta lắng nghe được tiếng lòng của mỗi quý cô. Đối với Hoàng Ngân, bạn ấn tượng với chàng trai nào? Vẫn là vị trí số 3. Chúng tôi sẽ được chúc mừng bạn Nhật Tân. Còn bạn Bích Ngọc thì sao? Vẫn kiên định với số 2. Chúc mừng Trí Tài. Và người nói lời tạm biệt tại vòng này đó chính là Quang Minh. Và trước khi thấy được nhan sắc thật sự của Quang Minh, phải mời hai người đẹp bước lên sân khấu. Chúng tôi sẽ giữ kín bí mật về nhan sắc của ba chàng trai. Chỉ có tất cả mọi người là khán giả đang theo dõi chương trình có thể thấy được nhan sắc thật sự. Xin mời hình ảnh của cả ba chàng trai. Các bạn cảm nhận thế nào với anh chàng Nhật Tân? Thể thao năng động đúng không nào? Còn với anh chàng Trí Tài thì sao? Còn anh chàng Quang Minh? Ghê vậy? Anh Quang Minh hình như là la còn lớn hơn. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ xin mời hai người đẹp sẽ quay trở về với vị trí của mình. Ngay sau đây sẽ là phần xuất hiện của Quang Minh. Quang Minh đó. Anh đọc được ở đâu đó viết rằng đẹp trai nhà giàu anh không có, cần cù chịu khó em có yêu không? Ồ, thấy giống mình nhiều quá em ạ, nên cũng muốn hỏi để kiếm tìm câu trả lời nơi em. Tiếc là khi ấy tần số chưa đủ, em chỉ ngồi đó và mỉm cười nhỏ nhẹ. Mình làm bạn anh nhé. Sáng lạng, cảm xúc như thế nào? Bây giờ mình phải ra về rồi. Tại vì có thể là do mình nói nhiều quá nên hai bạn đã bị ngộp, nhưng không sao. Thì mình chúc cho hai bạn sẽ tìm được cái tần số tình yêu của mình. Và hai anh chàng đằng sau kia, đảm bảo các bạn luôn là các bạn sẽ không sai lầm đâu. Không sao hết, còn rất nhiều cơ hội đang chờ Quang Minh. Dạ. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo cũng rất là thú vị, bí mật của nàng. Và bây giờ là thời gian để hai chàng trai có thể hiểu thêm về hai con nàng của mình qua chiếc điện thoại này. Xin mời Ngọc có thể kết nối điện thoại của mình được không ạ? Không biết là sở thích của Ngọc là gì ha? Sở thích của Ngọc là nấu ăn, rồi thích trước đây thì thích đi du lịch một mình, kể cả khi có bạn trai. Chắc là do đi lâu quá, 11 năm rồi. Thành nó thói quen đó. Thói quen. Nhưng mà nếu bây giờ có một người bạn trai đi cùng thì Ngọc có chịu không? Giờ thay đổi rồi. Mới đây ha, cách đây 2 tháng em đi Vũng Tàu, mình ra đó tự nhiên thấy mình lạc lõng mà mình muốn mình có một cái gì đó thay đổi. Đi đâu cũng thực sự không quan trọng, con này không phải là lý thuyết mà là đi với người mình thích chắc có lẽ là vui ý nghĩa hơn, vui hơn. Đúng rồi. Đi với người cùng sở thích nữa là càng thích hơn. Bây giờ Ngọc thử mở cái album ảnh cho mọi người xem thử nha. Wow. Mới chụp dài đẹp quá vậy. À, có hình lấy lòng nữa kìa. Hình còn nóng hổi. Gì kỳ vậy, sao tôi có con tắm vậy? Nhan sắc đâu phải là cái tội. Chụp tự xuống nhưng mà cũng không có up nhiều. Toàn selfie không kìa. Selfie nhiều lắm luôn. Hình gia đình chẳng hạn. Mình không có hình gia đình đây. Tại sao vậy? Ngọc thì sống với bà nội cũng 16 năm, ba mẹ có gia đình khác rồi. Cách đây mười mấy năm là từ hồi bạn còn nhỏ luôn. Năm 14 tuổi. Cảm giác của một cô gái 14 tuổi đó anh sao? Lúc đó em ủng hộ. Tại vì ba mẹ không có hạnh phúc, cho nên là đi thêm một bước nữa, biết đâu lại tìm được cái hạnh phúc cho mình. Nên quyết định đó đúng mà bây giờ họ rất là hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại thì cả ba và mẹ có hay thường xuyên liên lạc với chị không? Mình liên lạc với ba nhiều hơn, mẹ thì hơi khó vì mẹ cũng không có thích con gái đi hát. Tôi thấy bạn rất là bản lĩnh đấy chứ. Em cũng không biết sao mình như vậy. Nhiều người hỏi là nếu mà một mình như vậy thì nên lập gia đình sớm. Không phải là sợ do cái vết xe đổ đó mà là kiên nhẫn chờ một cái người mà thực sự đủ chân thành để mình sống với cái mối tình đó, chứ không phải là vì cảm xúc nhất thôi. Tại vì người đi hát thì có nhiều cảm xúc lắm anh. Thì em cũng rung động nhiều đó, nhưng mà em tự kiểm soát. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá điện thoại của bạn Hoàng Ngân. Đồng hồ báo thức đi, coi mỗi ngày bạn thức dậy lúc mấy giờ này. Trời ơi. Đều đặn hen. Trời ơi, dậy thức giờ đó sớm vậy? Vậy dạ, có những lúc mà đi diễn xa đó mình phải thức giờ đó. Để di chuyển ra bến xe hay là ra bên sân bay này nọ. Dạ dạ. 4:30 nè, 4:40, 4:50, 5 đều quá ha. Không có, hình như em thức 6 giờ đấy anh. Là 4:30 phải bật rồi. Tắt từ từ là có quy trình nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghe nhạc đi, ca sĩ phải biết dòng nhạc đúng không? Rất là nhiều bài hát. Một đêm say kìa Lộc. Đêm say kìa.
cũng đều là những bài hát rất là nội tâm nè. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và như vậy chúng ta đã khám phá được một số góc riêng tư của cả hai người đẹp. Ngay sau đây chúng tôi sẽ dành cho mỗi chàng trai vài phút để tận tai tìm hiểu chiếc điện thoại của mỗi người đẹp. Thời gian tham khảo điện thoại của cả hai chàng trai cũng đã khép lại. Và bây giờ đó chính là phần quảng cáo.